Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, chúng ta đã chia sẻ nhiều về những bí mật cơ thể của cả nam và nữ, đặc biệt là về vấn đề về chuyện chăn gối. Khánh Ngọc nghĩ rằng đến thời điểm này, quý vị đã từng nghe qua những video của Khánh Ngọc về cơ thể phụ nữ thì chắc rằng đã phần nào hiểu được cơ chế ham muốn ở phụ nữ là như thế nào rồi, phải không ạ? Trong video này, Khánh Ngọc muốn chia sẻ rõ hơn về cơ chế dẫn đến khao khát của phụ nữ trong một tháng. Hầu hết phụ nữ chỉ cần thỏa mãn hai thời điểm quan trọng nhất trong một tháng là đàn ông có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng ta cùng theo dõi nhé! Quý vị thân mến, với người phụ nữ, ham muốn tình dục đạt đến đỉnh điểm trong độ tuổi từ 30 đến 40. Theo nghiên cứu, sau 30 tuổi, phụ nữ có ham muốn mạnh mẽ và tần suất quan hệ chăn gối cao hơn rất nhiều so với các nhóm tuổi khác. Và đặc biệt chú ý là cảm giác ham muốn và khoái cảm của phụ nữ thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt của họ. Nhiều phụ nữ dễ cáu kỉnh do đến kỳ kinh nguyệt. Điều này thì đàn ông ai cũng biết. Chúng ta hay gọi là những ngày mà phụ nữ khó ở, khó gần. Cơ thể và tinh thần của phụ nữ bị ảnh hưởng bởi kỳ kinh nguyệt nhiều hơn đàn ông nghĩ rất là nhiều. Thứ nhất, yếu tố quyết định ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ chính là nội tiết tố. Khánh Ngọc nói rất nhiều đến cụm từ nội tiết tố nữ, nhưng có thể nhiều người chưa hiểu nó là cái gì. Các bạn có thể hiểu như thế này. Phụ nữ trước khi mãn kinh thường có thời kỳ rụng trứng để tạo trạng thái dễ thụ thai. Nội tiết tố nữ được gọi là estrogen, được tiết ra mạnh mẽ trong thời kỳ này. Việc tiết ra estrogen có thể làm cho da phụ nữ sáng bóng và đàn hồi. Ngoài ra còn làm ổn định hệ thống thần kinh tự chủ, làm cho phụ nữ cảm thấy thoải mái cả về thể chất và tinh thần. Khi lượng estrogen tiết ra tăng lên, có thể khiến cho toàn bộ cơ thể ở trong tình trạng hưng phấn, trong lòng xuất hiện những suy nghĩ lạc quan và tích cực. Cơ chế này khiến cho phụ nữ toát ra khí chất hấp dẫn phái mạnh, tức là phụ nữ cảm thấy cơ thể thanh thoát và quyến rũ. Như vậy, ở khoảng thời gian từ sau kỳ kinh đến ngày rụng trứng là thời kỳ ham muốn ở phụ nữ mãnh liệt nhất. Họ cực kỳ khao khát. Trong thời kỳ này, dưới tác động của hormone và nội tiết tố estrogen, bản năng sinh học của phụ nữ sẽ khao khát kết hợp với những người đàn ông hấp dẫn đối với họ. Chẳng hạn là chồng hay là một người đàn ông nào đó mà phụ nữ mến mộ. Thời điểm này cũng là giai đoạn cơ thể phụ nữ dễ tiết hormone nên cảm giác khi quan hệ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Ví dụ phụ nữ dễ dàng lên đỉnh hơn và hài lòng với chuyện chăn gối hơn. Người ta cũng cho rằng dù một phụ nữ lạnh nhạt nhất với chuyện chăn gối thì trong giai đoạn này, ham muốn của họ cũng mạnh mẽ không kém những người phụ nữ khác. Khánh Ngọc vừa nói với quý vị về chu kỳ đầu tiên là từ sau kỳ kinh đến ngày rụng trứng. Chu kỳ thứ hai là từ thời kỳ rụng trứng đến kỳ kinh nguyệt. Đây là quá trình bài tiết hormone trong cơ thể phụ nữ do progesterone chi phối. Người ta còn gọi nó là hormone của mẹ. Hormone này có tác dụng làm dày niêm mạc tử cung và chuẩn bị cho việc mang thai. Lúc này, phụ nữ dễ bị mệt mỏi về thể chất, đồng thời cũng dễ gặp các vấn đề như phù nề, táo bón. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng chỉ trong vòng một tháng, cơ thể và tinh thần của phụ nữ giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, lúc thăng, lúc trầm.
Với sự thay đổi của trạng thái thể chất thì ham muốn tình dục của phụ nữ cũng thay đổi liên tục. Nếu đàn ông không nắm được cơ chế thay đổi này thì rất khó để chuyện chăn gối có thể diễn ra một cách thuận lợi và hài hòa giữa vợ chồng với nhau. Bởi vì đàn ông không giống như phụ nữ, đàn ông có thể hứng lúc nào là làm tình được lúc đó, trừ khi đàn ông quá mệt mỏi hoặc ốm đau. Ngoài ra họ rất sẵn sàng, trong khi phụ nữ lại có những cái rào cản nhất định. Nếu nghĩ tích cực hơn thì những rào cản này cũng là cơ hội để đàn ông hồi phục cơ thể và sắp xếp thời gian biểu sinh hoạt vợ chồng một cách hợp lý, phải không ạ? Thế thì như Khánh Ngọc đã nói từ đầu video, muốn trở thành một chuyên gia trên giường, đàn ông nên hiểu một cách cơ bản nhất về cơ chế ham muốn ở phụ nữ. Cụ thể là phải nắm chắc được 10 ngày ham muốn nhất của phụ nữ trong một tháng. Cụ thể là trước kỳ kinh 3 đến 5 ngày và sau kỳ rụng trứng với thời gian tương tự như thế. Như vậy là phụ nữ có 10 ngày ham muốn nhất trong một tháng. Hãy nhớ kỹ là hai đỉnh điểm thường cách nhau 14 ngày, tương ứng với chu kỳ trước kinh và sau khi rụng trứng. Mỗi thời điểm sẽ kéo dài từ 3 đến 5 ngày các bạn nhé. Và nhớ là hãy chú ý đến những thay đổi trong thể trạng của phụ nữ và để tình dục thuận theo chu kỳ thay đổi đó. Đừng ép buộc người khác hoặc là miễn cưỡng với bản thân mình. Đây là chân lý quan trọng nhất trong quan hệ chăn gối. Mặc dù phụ nữ có tối thiểu 10 ngày ham muốn nhất trong một tháng, nhưng không có nghĩa là đàn ông phải đáp ứng hết 10 ngày đó, mà phụ nữ cũng không có nhu cầu ham muốn cả 10 ngày. Các bạn cần phải hiểu rạch ròi điều này nhé. Trong cuốn Bí mật giới tính của một nhà phân tâm học người Mỹ cho rằng ở trong 10 ngày ham muốn nhất của phụ nữ thì đàn ông chỉ cần thỏa mãn được họ 4 ngày là đủ. Tất nhiên 4 ngày này phải có chất lượng, không phải là một tháng chỉ có 4 ngày nhưng đàn ông lại quất ngựa truy phong hay chỉ cưỡi ngựa xem hoa thì không thể làm hài lòng được bất kỳ người phụ nữ nào, phải không ạ? Quý vị thân mến, ngoài những điều Khánh Ngọc vừa mới chia sẻ thì một số cơ chế ham muốn giới tính ở phụ nữ cũng rất đáng quan tâm. Ví dụ trong một ngày, phụ nữ ham muốn thế nào? Các nhà tình dục học chỉ ra rằng 10 giờ đêm là thời điểm lý tưởng nhất đối với phụ nữ. Trong khi đó, ở nam giới thường mạnh mẽ vào ban ngày. Đây rõ ràng là một sự mâu thuẫn giữa nam và nữ. Con người chúng ta không bao giờ có thể hài hòa được mâu thuẫn này, nhưng cốt lõi là tìm ra được điểm chung. Đôi khi mỗi người cần hy sinh một chút lợi ích của mình thì sẽ tìm ra được điểm chung của cả hai người là gì, đúng không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, trong thiên nhiên tồn tại nhiều quy luật kỳ diệu, ngay cả tình dục của con người cũng không ngoại lệ. Có những quy luật lúc này có thể là đúng, hoặc đối với người này là đúng, nhưng ở thời điểm khác, con người khác có thể là sai. Cũng giống như một số quý vị còn nói với Khánh Ngọc rằng tôi không như thế. Và Khánh Ngọc cũng thừa nhận là không có thuyết tuyệt đối, mọi thứ đều là tương đối. Những căn cứ khoa học chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị nhé. Quý vị thân mến, đàn ông hãy nắm chắc 10 ngày thèm muốn của phụ nữ trong một tháng. Quý vị sẽ trở thành những chuyên gia trên giường thực thụ và điều đó hoàn toàn có lợi cho hạnh phúc của mọi người. Khánh Ngọc xin khép chủ đề này tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.